Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chuyện của Tuấn Trung thì sao? Cô lỡ hứa mất rồi, giờ phải làm sao đây? Cô đi thẳng ra ngoài thấy Tuấn Trung đang đứng. Cô tiến tới mở cửa xe vào trong ngồi, vì cô sợ cầm số tiền lớn trên tay sẽ bị giật. Tuấn Trung thấy cô lên xe thì cũng vào ghế lái ngồi rồi nổ máy lái đi thì cô nói. Mọi việc đã xong. Nhờ mang tiền đến mà tôi mới biết được đứa em thân thiết bao lâu nay ở cạnh tôi. Lại là người hại tôi. Và vì phát hiện đó mà tôi không mất tiền. Tôi có sống bẩn với con bé đó đâu, mà lại đi hại tôi thế chứ. Cô nói cô bé bữa tổ chức sinh nhật phải không? Làm sao anh biết cô bé đó? Có một lần tôi tình cờ gặp cô bé đó ở nhà hàng. Cô bé đó tiếp cận tôi nhưng tôi đâu thích. Tôi đâu dễ dãi mà ai tôi cũng nói chuyện đâu. Có một lần không biết cố ý hay vô tình mà tôi đi bar với bạn cũng gặp cô gái ấy ở đó. Và xém chút nữa hôm đó tôi đã bị cô ấy gài bẫy lên giường. Đúng là nhìn mặt ngây thơ mà lòng thì không thơ ngây chút nào. Cô ta như cáo già, thế mà cô tin tưởng hay thật. Này, anh nói vậy là kêu tôi ngốc à? Thế không đúng à? Nhưng tiền này tôi không nhận lại đâu đấy. Cô nhận lời và đã nhận tiền thì hãy giữ lời hứa lúc nãy đi đấy. Cô cười cười nói, giờ tôi không chấp nhận nữa, anh làm gì được tôi? Tuấn Trung nghe thế cau mày nói, giờ cô lại cháo trở với tôi à? Thôi được rồi, ngồi im đó cho tôi. Dứt lời Tuấn Trung lái xe thật nhanh làm cô hoảng hồn hét lên. Anh lái xe chậm thôi, công an bắt anh đấy. Tôi mà sợ công an chắc, ngồi im đi, không cô ăn chuối dở đấy. Này, anh bị khùng hả? Đi chậm lại đi. Thế ngồi im đi. Cô bặm môi nhìn Tuấn Trung, không biết anh ta lại chở cô đi đâu nữa. Nói nữa sợ anh ta đi nhanh nên cô im lặng. Nhưng nhìn ra ngoài thì thấy là đường về nhà cô đây mà. Ủa, đường về nhà tôi mà. Tuấn Trung gật đầu cười. Thì về nhà cô mà. Thế sao đi nhanh vậy hả? Làm tôi sợ. Cô mà sợ chắc cả thế giới đều sợ cô quá. Thế về nhà tôi làm gì hả? Về nhà cô rồi biết. Một lát sau xe đến nhà cô thì Tuấn Trung nói. Muốn tôi bế cô xuống không? Tôi thèm vào, đồ dở hơi. Cô mở cửa đi thẳng vào trong. Thì ba thấy cô về giờ này ngước lên hỏi. Giờ này không đi làm, mà về vậy Khả Linh? Con nghỉ việc ở công ty rồi ba ạ, con không làm ở đó nữa. Tuấn Trung bước vào. Cháu chào bác. Ông kia nhìn cô với Tuấn Trung rồi hỏi. Sao hai đứa lại đi với nhau, mà Tuấn Trung chuyển đi tưởng không qua nhà bác chơi nữa chứ? Tuấn Trung nhìn Khả Linh rồi quay sang bác Kiên rồi nói. Thưa bác, hôm nay cháu có chuyện muốn nói. Bác vào nhà một lát được không ạ? Cô nghe thế nói, ba tôi bận lắm không rảnh tiếp chuyện của anh đâu. Chuyện gì, giờ ba cũng rảnh mà. Vào trước đi, bác vào sau nha Tuấn Trung. Dạ. Tuấn Trung cũng quen thuộc bên này nên anh rất tự nhiên. Anh bước vào bếp pha ấm trà rồi đem tới phòng khách ngồi chờ bác Kiên. Còn Khả Linh từ nãy giờ tò mò không biết Tuấn Trung muốn nói gì với ba. Tiền cô cũng trả lại nên cô không chấp nhận lời đề nghị đó nữa mà. Lúc này ông Kiên bước vào ngồi xuống ghế, cầm ly nước trà nhấp môi rồi hỏi. Chuyện gì vậy Tuấn Trung? Dạ, hôm nay cháu tới đây cũng có chuyện muốn thưa và xin lỗi bác. Về chuyện này bác có thể đồng ý không ạ? Có chuyện gì mà lại xin lỗi bác rồi lại bảo bác đồng ý vậy? Cháu nói thì bác mới biết có đồng ý hay không chứ? Tuấn Trung đột nhiên nhìn sang Khả Linh rồi cầm lấy tay cô và không kịp cho cô nói thì Tuấn Trung nói. Cháu đến đây để xin hỏi cưới Khả Linh ạ. Khả Linh cũng đã có con với cháu rồi bác ạ. Khả Linh bất ngờ khi Tuấn Trung nói vậy. Cô định nói thì Tuấn Trung đã lại nói trước. Hôm Khả Linh đi hội nghị qua đêm, không phải ở nhà bạn mà là ở cùng cháu ạ. Cháu xin lỗi hôm nay cháu mới nói. Tại Khả Linh không cho cháu nhận con, nên bây giờ cháu tới đây để xin bác cho chúng cháu lấy nhau ạ. Ông Kiên nhíu mày vì chuyện này ông nghe mà không tin được. Ông quay sang Khả Linh.
Có phải vậy không Khả Linh? Khả Linh cúi gằm mặt, cô và anh ta đúng là lên giường với nhau, nhưng cô đâu có thai như lời Tuấn Trung nói. Nhưng anh ta khai đêm đó đã ngủ cùng, mà giờ chối thì ba có tin cô không? Cô đành gật đầu. Dạ, bọn con vì say quá nên... Tuấn Trung nói, cháu cũng thích Khả Linh, cháu sẽ chăm sóc em ấy, lo cho em ấy và con. Bác đồng ý cho bọn cháu lấy nhau được không ạ? Cháu biết việc này quá đột ngột, có thể bác không tin, nhưng đó là sự thật bác ạ. Bác cho cháu chịu trách nhiệm với Khả Linh nha bác. Cô ngồi bên cạnh nghe Tuấn Trung nói dối mà cô thấy buồn cười. Tuấn Trung phải đi làm diễn viên, chứ làm công ty ai mà tin được. Nhìn khuôn mặt ba có chút giãn ra nên cô nói. Ba ơi, con xin lỗi đã nói dối. Nói dối sẽ lẹo lưỡi như lúc xưa ba dạy con. Mà giờ con lại nói dối ba, ba đừng trách con được không ạ? Ông Kiên thở dài. Chuyện đã lỡ rồi, bây giờ hai đứa đã có con với nhau. Ba chỉ không ngờ hai đứa gặp nhau cứ như chó với mèo. Rồi về ở cùng nhau thì có hạnh phúc hay không? Tuấn Trung khẽ cười. Bác yên tâm. Bây giờ cháu sẽ nhường nhịn em Khả Linh ạ. Bọn cháu như vậy chứ vẫn yêu nhau mà bác. Thôi được, bác cũng tin tưởng cháu. Nếu giữa hai đứa đã xảy ra chuyện đó thì bác chấp nhận hai đứa cưới nhau. Đừng để cháu bác không có ba. Dạ, cháu sẽ chăm sóc hai mẹ con Khả Linh ạ. Ông Kiên gật đầu rồi quay sang Khả Linh. Còn chuyện ở công ty, sao mà con lại nghỉ việc vậy? Dạ, vì công ty xảy ra chút chuyện nên con phải nghỉ ba à. Mấy hôm trước giám đốc con tới đây. Xin phép ba cho quen con mà ba bận bịu quá quên nói. Cô tròn xoay mắt nhìn ba hỏi. Anh ta còn tới tận đây luôn hả ba? Ba nhìn anh ta vậy chứ không tốt như ba nghĩ đâu. Hôm nay xém chút nữa con bị... Tuấn Trung nghe vậy hỏi. Anh ta làm gì em? Để anh đến xử. Nhưng em không sao. Ơ mà xưng em rồi à? Ông Kiên nghe vậy nói. Hai đứa đổi cách xưng hô đi đấy. Nói yêu nhau mà nói thế hả? Tuấn Trung cười. Cháu sẽ đổi mà. Giờ cháu sẽ đổi thành ba luôn nhé. Ba Kiên ạ. Ai cho anh gọi ba? Thế sắp cưới không gọi ba chứ gọi gì em? Ai thèm cưới anh? Này, hai đứa lại tiếp nữa hả? Giờ Khả Linh con đi chợ mua thức ăn nấu cho Tuấn Trung ở lại ăn đi. Mà xe máy con đâu? Nghe ba nói vậy cô trả lời. Anh Tuấn Trung vứt xe con ở quán cà phê luôn rồi. Kêu xe cà tàng không cho con đi. Anh đòi mua xe máy mới cho con đó ba. Tuấn Trung nghe vậy nói. Bây giờ em đi theo anh. Anh lại chở tôi đi đâu nữa? Thì đứng lên đi. Khả Linh hét lên. Không. Tuấn Trung mặc kệ cứ kéo cô đứng lên chào ba rồi kéo ra ngoài xe. Anh lại chở tôi đi đâu? Tiền có sẵn thì tôi đi mua xe cho cô luôn. Hả? Tôi nói thế thôi. Giờ anh chở tôi đến quán cà phê đi. Để tôi lấy xe về, xe còn ngon lắm. Ngon mà đi cả giật cả tưng à? Cô cho nó nghỉ hưu chứ nó quá tuổi rồi đấy. Bắt kiệt sức nó vừa thôi. Mà quên tôi có thai đâu mà anh nói với ba tôi có thai hả? Sao anh nói dối không chớp mắt luôn vậy? Nói vậy ba cô mới cho tôi cưới chứ. Phải nói sao hay chỉ nói lên giường là ba cô cho cưới à? Mới anh em ngọt xớt, giờ đã thay đổi cách xưng hô rồi. Anh thật là giả dối. Cô khác gì tôi. Thôi, ngồi im tôi chở cô đi mua xe. Không tôi cho cô đi bộ luôn đấy. Mà giờ nghỉ việc định đi đâu làm hay qua công ty tôi làm đi. Cô lắc đầu. Tôi đi kiếm việc khác chứ không làm cùng anh đâu. Chẳng ai nhận cô nữa đâu, đến công ty tôi đi. Mà ba tôi chấp nhận thì mẹ anh chấp nhận hay không? Nếu mọi người biết tôi không có thai thì sao hả? Yên tâm, mọi chuyện tôi sẽ lo. Giờ vào cửa hàng xe máy nào. Bước xuống xe, Tuấn Trung bước vào trong, cô đành đi theo. Chỉ trong một hôm mà anh ta quay cô như trong chóng, làm cô không kịp thở. Xe kia hợp với cô đấy. Nhìn thấy chiếc SH bấy lâu nay cô thích thì mắt cô sáng rỡ. Cô cũng để dành tiền mua nhưng mãi vẫn chưa đủ. Bây giờ Tuấn Trung lại mua cho cô, làm cô thấy vui vui. Thật ra bây giờ cô cũng không còn ghét Tuấn Trung như lúc đầu, nên mới chấp nhận lấy Tuấn Trung. Biết là cô thiệt, nhưng anh ta cũng không còn cách nào khác. Vì chuyện gia đình anh ta mới gấp gáp như vậy, anh ta cũng chỉ bảo cô chịu một năm là được tự do đường ai nấy đi. Chịu không? Để tôi nói họ. Cô giật mình nghe Tuấn Trung hỏi, cô gật đầu. Vâng, tôi thích màu đó. Tôi biết mà, đã thích còn ngại. Vậy thôi không mua nữa. Tuấn Trung không trả lời mà Khả Linh quay sang nhân viên. Lấy tôi chiếc này. Dạ, anh chờ tôi lấy giấy tờ để làm nhé. Ok.
Đúng lúc đó thấy Diễm Thanh cùng một người đàn ông bước vào, Tuấn Trung thấy nên nhìn Khả Linh nói: "Vào kia ngồi đi." Thì Diễm Thanh đi tới: "Ai đây? Anh bữa nay cũng đi mua xe máy à? Hết đi ô tô rồi sao?" "Tôi mua gì kệ tôi, liên quan tới cô à?" "Sao anh lại phũ phàng với em thế? Vẫn còn quen cô gái này à? Tưởng lại thay người mới rồi." "Người nào tốt thì tôi yêu thôi, chứ mấy cô gái mà chỉ biết đào mỏ thì tôi đá văng bay cao và xa luôn." Khuôn mặt Diễm Thanh đỏ gai lên đang định nói thì người đàn ông bên cạnh lên tiếng: "Em quen người đàn ông này sao?" "Dạ chỉ là quen biết thôi ạ. Nhưng giờ là..." Khả Linh thấy hành động nãy giờ của Diễm Thanh, cô nhớ lúc trước đến tận nhà Tuấn Trung cầu xin mà bây giờ lại có thái độ khinh thường anh, chắc là quen đại gia nên mới nói chuyện kiểu đó. Cô đi tới bên Tuấn Trung cầm lấy tay anh giả vờ nũng nịu: "Ai đây vậy anh? Giống người yêu cũ anh vậy. Chẳng phải cô gái đó từng đến cầu xin khóc lóc để anh quay lại đó sao?" "Cô gái này thì phải mà cũng không phải. Cô gái lúc trước nhìn phèn lắm, còn cô này nhìn đẹp thế thì chắc không phải đâu anh nhỉ." "Thôi chúng mình xem xe đi anh. Chỉ ở đây sao em thấy buồn nôn quá." "Có bầu mệt thật anh ạ." Tuấn Trung nghe thế khẽ cười diễn theo: "Mệt lắm hả em? Vậy ra ghế kia ngồi để nhân viên giao xe rồi về nha." Diễm Thanh không nghĩ cô gái này có bầu. Khi xưa cô ta cũng tìm mọi cách để có bầu, nhưng Tuấn Trung toàn dùng biện pháp tránh để không dính. Vậy mà bây giờ cô gái này lại có. Gương mặt cô ta trở nên tức tối, nhưng đang đi với người đàn ông mới quen nên cô ta không thể làm gì, bèn quay sang nũng nịu người đàn ông đó: "Anh mua chiếc xe kia cho em đi, em thích chiếc đó." "Ừ, mà xe đó có người mua rồi, em lựa chiếc khác đi." "Không, em thích mẫu xe đó, anh mua đi." Người đàn ông đó gọi nhân viên: "Cậu ơi, còn chiếc nào như thế này nữa không?" "Dạ hết rồi ạ, vài ngày nữa xe mới về, anh chị có thể đợi đến lúc đó quay lại được không ạ? Hay anh chị chọn xe khác, bên em nhiều dòng xe đẹp lắm ạ." Diễm Thành nhõng nhẽo ôm lấy tay người đàn ông: "Em thích chiếc đó." Nhân viên nói: "Anh chị có thể hỏi vợ chồng anh chị kia không ạ? Họ đã chọn chiếc này rồi ạ." Khả Linh nghe thế đi tới nói: "Sao chị cứ thích tranh giành vậy nhỉ?" Tuấn Trung đi tới ôm lấy eo Khả Linh mà nói: "Cô chọn chiếc này thì cũng không mua được đâu. Vì vợ tôi thích nên tôi sẽ không nhường." Tuấn Trung quay qua nói với nhân viên: "Em làm giấy tờ xong chưa? Để anh còn lấy xe. Chứ để người khác ngắm mà không lấy được lại nổi cơn điên vì ghen tức mà làm khó em đó." Tuấn Trung nhếch môi cười nhìn Diễm Thanh: "Còn cô đừng có kiểu muốn là tranh giành của người khác đi. Không phải ai cũng nhường cô đâu. Đúng là bản tính thì không bao giờ thay đổi được. Khi xưa tôi yêu cô nên chấp nhận bỏ qua. Còn bây giờ đừng đến đây mà tranh giành rõ chưa?" Diễm Thanh cứng họng không kịp nói gì thì người đàn ông bên cạnh hỏi: "Chuyện này là sao Diễm Thanh? Anh ta là ai?" Diễm Thanh bối rối trả lời: "Là người..." Tuấn Trung nói vào: "Là người cũ của tôi. Phiền hai người qua bên kia lựa xe khác. Còn xe này tôi đã mua và sẽ không nhường, vậy nhé." Người đàn ông đó tức giận bỏ đi ra ngoài. Diễm Thanh thấy vậy gọi theo nhưng anh ta bỏ mặc. Diễm Thanh quay sang nói: "Anh quá đáng vừa thôi chứ." Tuấn Trung nhếch môi cười mỉa mai: "Quá đáng, câu này phải dành cho cô mới đúng. Từ lúc cô bước vào đây gặp chúng tôi, cô đã có được lời nào tử tế hay chưa? Hay toàn là cố tình kiếm cớ để gây sự? Ở đây bao nhiêu xe cô không chọn mà cứ muốn chọn đúng cái xe tôi đã mua, và còn làm khó cho nhân viên bán hàng nữa. Vậy là ai quá đáng hả? Tôi đã không muốn nói mà cô cứ khịa, làm tôi ngứa miệng phải nói cho bớt ngứa đấy. Bản tính cô trước giờ tôi lạ gì mà giờ không quen tên Hùng nữa à? Cô thay người yêu như thay áo cũng ghê gớm đấy chứ. Mà thôi, bây giờ tránh ra đi, tôi không muốn nói gì với cô nữa." Tuấn Trung cầm lấy tay Khả Linh đi ra chỗ khác, để lại Diễm Thanh đứng đó trong sự tức giận. Thấy Diễm Thanh đi ra thì cô nói với Tuấn Trung: "Anh làm cho cửa hàng người ta thất thu vì không bán được một chiếc xe máy nữa đấy, anh biết không?" "Chắc gì cô ta mua, đi xem vậy thôi sao cũng từ chối à?" "Sao anh biết, anh hiểu cô gái ấy quá nhỉ?" "Thì cũng có hiểu chút, quen nhau mấy năm thì phải hiểu chứ." "Hiểu mà bị đá." "Kệ tôi, nhưng rồi tôi hiểu cô hơn rồi đó." "Hiểu tôi cái gì, anh làm tiệm họ mất khách thì xin lỗi chủ tiệm đi đấy." Nhân viên đi tới làm giấy tờ thì cô nói: "Chúng tôi xin lỗi vì lúc nãy đã làm mất khách hàng mua xe ạ." Nhân viên cười: "Dạ có gì đâu mà xin lỗi chị,
Cô gái đó cũng từng đến đây rồi, lựa miết mà không chịu mua. Không hiểu sao nay lại tới đây nữa đó. Vậy sao không mua mà cũng vào đây hoài nhỉ? Em cũng không hiểu vì sao đó chị. Mà biết chị chọn chiếc này nên dành hay sao ấy. Chứ đợt trước tới rồi chơi chiếc đó mà. Nên chị đừng thấy có lỗi nhé. Xe anh chị sắp xong rồi. Cô nghe thế thì lòng có chút nhẹ nhõm đi. Dạ em cảm ơn. Nói xong cô quay sang nói Tuấn Trung. Đấy, để tôi đi xe cũ không tốt hơn à? Cứ chở tôi đi mua giờ phiền phức không? Phiền phức gì? Cô lo chuyện bao đồng thì có. Không nghe nhân viên nói cô ta cũng không thích xe đấy à? Tôi đã bảo cô ta không muốn mua đâu. Nên dù có chúng ta hay không thì cũng sẽ không mua. Cô ta diễn thôi. Còn cô đừng có nghĩ đến cái xe hưu trí của cô nữa đi. Cô cho nó làm việc vậy thôi, để nó nghỉ ngơi. Chứ nó để cô đi bao năm như vậy, nó cũng mệt rồi. Với sau này là vợ tôi đi xe đấy không được đâu. Hay đi ô tô không tôi mua luôn. Thôi thôi, ô tô tôi không thích đâu. Anh thích thì đổi ô tô mới mà đi, chứ đừng lôi tôi ra mà bảo mua cho tôi. Cô cứ chê đi, sau này đừng có mà tiếc đấy. Thôi đi về, tí nhân viên sẽ đưa xe tới nhà. Tôi thèm vào mà tiếc. Sao không đợi lấy luôn mà để nhân viên giao thế? Tuấn Trung không nói gì nữa mà lại thanh toán tiền cho nhân viên rồi đi ra về. Làm cô đi theo Tuấn Trung mệt cả hai chân. Vừa lên xe cô nói: giờ anh đưa tôi đi đâu nữa đây? Về nhà tôi. Này, anh sao cứ làm theo ý mà không nói tôi gì hết vậy? Tôi mặc đồ thế này sao mà về nhà anh được? Ừ, có sao đâu. Có chứ sao. Mặc thế này ba mẹ anh không thích tôi thì sao? Hay anh đưa tôi về nhà đi lúc khác tới. Giờ đến nhà tôi luôn để bàn việc đám cưới. Sao anh toàn tự quyết định không vậy? Tôi giúp anh thôi mà. Chứ tôi cũng có thiếu nợ anh gì đâu. Chuyện trai gái thì ai cũng có thể xảy ra. Tại lúc đó tôi say do lỗi của tôi mà. Tôi có đòi anh chịu trách nhiệm đâu. Mà anh cứ bắt ép tôi vậy. Tuấn Trung im lặng không nói lời nào. Mà lái xe thẳng về tới nhà. Vừa tới nhà Tuấn Trung dừng lại. Giờ đi vào với tôi. Mọi chuyện để tôi nói, cô cứ im lặng nhé. Vâng, biết rồi. Giết tôi không biết anh là gì của tôi. Thì là chồng đấy thôi. Yên tâm, tôi không để cô phải chịu thiệt đâu mà lo. Tuấn Trung cầm lấy tay cô thì cô nói: làm gì cầm tay vậy? Im lặng, cứ diễn theo tôi. Vừa bước vào nhà Tuấn Trung thì thấy mọi người đang ăn cơm, còn có Kim Huyền nữa. Cô đứng bên cạnh Tuấn Trung mà tự nhiên chống ngực cứ đập thình thịch. Vì hồi hộp thì Tuấn Trung lên tiếng: chào cả nhà. Bà Dung thấy vậy nói: con cũng chịu về nhà rồi sao? Mà sao lại đưa con bé kia về? Tuấn Trung ôm lấy Khả Linh vào lòng mà đáp: con về thưa với ba mẹ, vào ngày cưới mà mẹ sắp xếp cho con, thay vì Kim Huyền thì con sẽ lấy Khả Linh. Vì Khả Linh đang mang thai con của con, cũng là cháu nội của mẹ đấy ạ. Con mong mẹ hãy đồng ý cho chúng con được cưới nhau. Mọi người đều bất ngờ khi Tuấn Trung nói vậy. Kim Huyền đi tới bên cạnh Tuấn Trung. Anh nói xạo, chị ta làm gì có con với anh? Anh mà phải nói xạo à? Khả Linh có con với anh nên anh phải có trách nhiệm. Còn em, anh chỉ coi là em gái chứ không có tình cảm yêu đương gì cả. Em đừng cố chấp vì môn đăng hộ đối mà đòi lấy anh nữa. Kim Huyền đưa mắt nhìn Khả Linh. Chị hay lắm nhỉ, mới biết anh Tuấn Trung mà chị đã lên giường với anh Tuấn Trung rồi. Hay thấy anh ấy giàu nên mới gài vậy hả? Khả Linh nghe vậy lắc đầu. Cô nghĩ sai rồi. Tôi có biết anh Tuấn Trung có bao nhiêu tiền đâu. Tuấn Trung nghe vậy nói. Em không có quyền gì mà hỏi vợ anh như thế. Bà Dung đi tới. Mẹ không đồng ý quyết định này. Ai mà biết đứa con trong bụng có phải là con của con không? Hay thấy con giàu nên mới cho con đổ vỏ? Tuấn Trung nói nhỏ vào tai mẹ. Con với cô ấy làm gì thì con biết rõ. Đứa con trong bụng cô ấy chắc chắn là con của con. Nên con sẽ lấy cô ấy. Nếu mẹ không chấp nhận thì con sẽ rời khỏi đây. Để tài sản nhà này thuộc về anh Đặng Luân. Con nghe mẹ lấy vợ mà sao mẹ lại phản đối? Bà Dung cứng họng, đúng là bà ép Tuấn Trung lấy vợ để dễ hơn trong việc giành tài sản. Nhưng không nghĩ Tuấn Trung lại dẫn cô gái hôm trước về lại còn có thai nữa. Cách đây vài hôm Tuấn Trung đã nghe theo sắp xếp của bà lấy Kim Huyền. Vậy mà hôm nay lại dẫn cô gái này về bảo lấy cô ta. Bà sợ chồng nghe thấy thì đành đồng ý. Thôi được, hai đứa muốn làm gì thì làm. Kim Huyền nghe vậy thì rưng rưng nước mắt. Sao bác lại đồng ý, bác hứa với con cho con làm dâu bác cơ mà. Bác xin lỗi, bác không nghĩ cô gái này lại có con với Tuấn Trung. Cháu coi Tuấn Trung là anh trai được không? Kim Huyền lắc đầu. Cháu không chịu đâu.
Nếu vậy xin phép bác cháu về đây. Kim Huyền nước mắt giàn giụa chạy ra ngoài để lại bầu không khí nặng nề. Cô thấy vậy liền níu áo Tuấn Trung. Bây giờ sao đây? Không sao, đến ghế kia ngồi đi. Tuấn Trung dẫn Khả Linh đi tới bàn ngồi. Trong lúc này đang có người đàn ông ngồi. Một người nhìn lớn tuổi, cô đoán chắc là ba của anh ta. Bên cạnh ông là một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn lớn hơn Tuấn Trung chắc cũng tầm vài tuổi. Cô cúi đầu chào. Cháu chào bác, em chào anh ạ. Chào cháu, lần đầu tiên gặp cháu ở đây nhỉ? Thế cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu 25 ạ. Cháu làm nghề gì? Cháu bầu mấy tháng rồi? Tuấn Trung nói. Cô ấy làm bên công ty Phạm Gia, nhưng con không muốn cô ấy đi làm xa khi cưới con. Nên từ mai cô ấy sẽ tới công ty làm với con được không ba? Cô ấy có bầu được 2 tháng rồi. Ông Minh nghe vậy thì không nói thêm gì nữa mà đứng lên nói. Nếu Tuấn Trung nó đã quyết định như vậy thì cưới. Chứ con cháu chúng ta không thể để ở bên ngoài được. Giờ tới bữa cơm rồi, vào ăn thôi. Mọi người ngồi xuống cùng ăn, không ai nói một câu nào. Làm cho không gian trở nên im ắng đến ngột ngạt, làm cô thấy căng thẳng. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là nhà giàu phong cách khác hẳn. Ăn uống nghiêm túc thế này làm cô thấy không quen. Mà không thấy em gái của Tuấn Trung cô định hỏi, nhưng nghĩ mình hỏi cũng không tiện nên thôi. Em ăn đi, cho con khỏe mạnh nhé. Cô nghe Tuấn Trung quan tâm có chút không quen, cô khẽ cười. Em đang ăn mà. Bình thường thấy em ăn nhiều lắm mà. Đừng ngại, cứ coi nhà anh như nhà em nhé. Bà Dung thấy vậy nói, lo mà ăn đi. Cô nghe vậy im lặng không nói gì thêm. Mọi người cũng vì thế mà ăn. Lát sau cô định dọn thì Tuấn Trung nói, em lên trên đi, nhà có giúp việc rồi, mấy việc này em không cần làm. Khả Linh gật đầu rồi đi thẳng lên nhà, thấy ba Tuấn Trung với anh trai Tuấn Trung đang ngồi nói chuyện, thì nghe ba anh gọi tới. Nếu con lấy vợ, thì ba sẽ giao mỗi đứa mỗi phần ở công ty. Tuấn Trung nghe vậy nói, tại sao con lấy vợ mới giao, nếu con không lấy thì ba để hết cho anh ta à? Bà Dung nói vào, Tuấn Trung con đừng nói vậy với ba được không? Con nói đúng mà mẹ, tại sao ép con lấy vợ rồi mới giao? Không biết từ khi nào ba coi trọng anh ta hơn con. Vì ông nên con mới trở về ngôi nhà này. Chứ không, con không về đâu. Ông Minh mặt đỏ gay. Giờ lại ăn nói với ba thế hả? Con chỉ nói sự thật thôi ba à. Thôi, chào ba, con đưa vợ con lên gặp ông đây ạ. Tuấn Trung cầm lấy tay Khả Linh đi vào phòng ông đang nằm ở bên trong. Từ khi đến đây cô đi hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Gia đình của Tuấn Trung thật sự khó hiểu. Cô thấy một người lớn tuổi đang nằm trên giường và Tuấn Trung ngồi xuống cầm lấy tay nói. Ông nội ơi, con dẫn cháu dâu về cho ông rồi đây. Ông nội mở mắt ra nhìn Tuấn Trung. Về rồi à? Dạ, sao ông không ra ăn cơm mà nằm trong này? Ăn được bao nhiêu đâu, đau lưng vào nằm nghỉ tí. Thế con bé này là ai, không phải Kim Huyền à? Khả Linh khẽ gật đầu chào. Cháu chào ông ạ. Ừ, chào cháu, ngồi xuống ghế đi. Sao đứng đó vậy? Tuấn Trung nói, con không yêu Kim Huyền ông ạ, con yêu cô gái này. Kim Huyền con chỉ xem là em gái thôi ông ạ. Ông khỏe mạnh lên, cuối tháng cháu cưới vợ đó. Thì ông khỏe mà, ông còn bế chắt được đó nha. Tuấn Trung khẽ cười rồi nói với ông, cháu dẫn vợ sắp cưới vào chào ông, giờ cháu đưa vợ cháu về nhà ông. Ừ, mà Tuấn Trung này, có gì thì về nhà hai ba con nói chuyện với nhau, đừng ồn ào nữa được không? Cháu cũng không muốn thế, nhưng từ khi anh ta bước vào đây, ba cháu có coi cháu là con của ba đâu. Bắt ép cháu lấy vợ, tại sao anh ta không lấy, mà là cháu lấy mới để lại cổ phần công ty như vậy. Ông thấy được không? Cháu với Đặng Luân cũng là anh em, cùng dòng máu, thì thương yêu lẫn nhau đi. Ông thấy Đặng Luân cũng đâu xấu xa gì đâu. Nhưng cháu không thích, mà ông nằm nghỉ đi, cháu đi đây. Tuấn Trung đứng dậy chào ông rồi cùng Khả Linh bước ra ngoài. Đi ra cửa thì Tuấn Trung nói, đứng đây chờ tôi tí, tôi lên phòng lấy đồ rồi xuống liền. Vâng. Tuấn Trung bước lên phòng, còn mình Khả Linh đứng một mình. Nhìn ngó xung quanh thì đột nhiên cả người cô đâm sầm vào bóng lưng của anh trai Tuấn Trung. Cô vội vàng nói, tôi xin lỗi. Đặng Luân mỉm cười, không sao, Tuấn Trung đâu mà em lại đứng đây. Dạ, anh ấy nói lên lầu lấy gì ấy, nên em đứng chờ ạ. Vậy à? Thế không ra ghế ngồi, vừa đi vừa nhìn vậy coi chừng vấp té đó. Tại nhà đẹp quá nên em vừa đi vừa ngắm,
mới đụng anh đấy ạ. Sau khi cưới Tuấn Trung em về đây ở mà. Dạ, thế anh lên phòng à? Ừ, anh lên phòng nghỉ trưa. Em đến kia ngồi chờ Tuấn Trung nhé. Khả Linh gật đầu. Dạ. Đúng lúc Tuấn Trung đang đi xuống thấy vậy lên tiếng nói. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng vợ tôi không cần nhé. Đặng Luân không nói gì mà đi thẳng lên phòng, để lại Tuấn Trung với Khả Linh đứng đó. Khả Linh nghe vậy nói. Thấy anh ấy cũng tốt mà sao anh lại khó chịu vậy? Tôi không thích. Mà cô hay nhỉ, nói chuyện với tôi chưa bao giờ nhẹ nhàng dạ thưa. Vậy mà với anh ta thì lại thế. Thì anh ấy lớn tuổi. Thế tôi không lớn tuổi à? Sao về đây thì tránh mặt anh ta đi nhé. Tôi làm gì phải tránh, anh thật là lắm chuyện. Thế giờ đưa tôi về nhà đi. Ừ, đi thôi. Cả hai vừa bước đi thì em gái của Tuấn Trung bước vào, thấy Khả Linh thì hỏi. Anh Tuấn Trung sao nay ở nhà vào giờ này, còn chị gái này sao cũng ở lại đây? Phương Di, em về rồi à? Hôm nay anh đưa Khả Linh về ra mắt nhà mình, và tháng sau thì anh làm đám cưới. Phương Di nghe vậy tròn xoe mắt rồi lắp bắp hỏi lại. Anh nói gì cơ, sao lại cưới? Lúc trước anh nói không thích cô gái này mà, sao giờ lại cưới? Lúc trước không thích, nhưng giờ thích được không? Anh thật là, mà thôi, mặc kệ hai người, em vào phòng đây. Mà chuyển khoản em ít tiền nhé, em hết tiền rồi. Ăn xài vừa thôi, anh không phải máy in tiền cho em muốn lúc nào lấy đâu. Anh còn phải lo lấy vợ nữa. Phương Di bĩu môi. Có vợ quên em gái, vậy em xin mẹ, không thèm xin anh nữa. Thấy em gái đi vào phòng thì Tuấn Trung quay sang Khả Linh. Đi thôi, đứng đây làm gì nữa? Hai giờ muốn ở đây thì về xếp đồ qua ở luôn. Anh bị khùng à? Anh nói chuyện với em gái anh, chẳng lẽ tôi đi à? Mà miệng anh ngoan lắm rồi đó. Tôi với anh chưa là gì thì dọn đến đây làm gì? Trước sau cũng phải ở mà. Nhanh đi, không tôi đổi ý để cô ở lại đây bây giờ. Cô hậm hực đi thẳng ra ngoài thì thấy mẹ của Tuấn Trung đang bước vào, cô cúi mặt nói. Chào bác, cháu về ạ. Nhưng mẹ Tuấn Trung ngó lơ lời chào đấy mà đi thẳng vào bên trong. Khả Linh thở dài rồi đi ra ngoài xe đứng chờ. Lát sau mới thấy Tuấn Trung bước ra. Anh hối tôi về mà giờ anh mới ra vậy. Làm tôi đứng mỏi chân anh biết không? Mà mỏi chân con chúng ta sẽ mệt đó nha. Cô thích có con thì giờ chúng ta đi tạo em bé cho thật luôn nha. Tôi nói chuyện với mẹ nên giờ mới ra. Tôi chỉ giúp anh vài tháng thôi, chứ không ở một năm đâu, phí tuổi thanh xuân của tôi. Mà mọi người biết tôi không có thai thì sao, anh không lo à? Lúc đó giấu mặt mũi đi đâu? Tôi đã nói chuyện đó tôi lo, giờ tôi đưa về, còn đi có việc nữa, không rảnh mà cãi với cô. Anh lật mặt nhanh ghê thật đó, lúc nãy anh ngọt xớt vợ tôi này kia, giờ thì cô đúng là hai mặt mà. Vậy để tôi xưng anh nha, được không vợ yêu? Nổi cả da gà, ớn tận óc, nghẹn tận cả cổ. Vợ nói đủ chưa? Ai lại nói chồng yêu như thế? Thôi thôi, anh bình thường lại giúp tôi, ớn lại người quá. Tuấn Trung nghe vậy cười to, rồi lái xe ô tô về nhà Khả Linh. Vừa tới nhà thì cô cũng thấy chiếc xe máy đã ở nhà cô rồi. Cô vừa bước xuống xe thì Tuấn Trung cũng lái xe đi, cô lẩm bẩm chửi. Đồ hai mặt đáng ghét. Khả Linh đi vào thì ba cô bước ra. Tuấn Trung mua xe cho con hả? Dạ, con nói anh chở con tới lấy xe cũ mà không chịu bắt con đi mua xe mới. Thế đi đâu giờ mới về vậy? Con qua nhà anh ấy. Cơ mà nhà bên đó nói thế nào, có chấp nhận hay không? Với lại họ khi nào tới nhà mình thưa chuyện? Con cũng quên hỏi. Có gì tối con hỏi anh Trung nha ba. Ông Trung gật đầu. Ừ, ba không nghĩ hai đứa lại lấy nhau. Ba thấy Tuấn Trung bản tính nó rất tốt nên ba mới đồng ý. Còn con nữa, con gái mà không biết giữ mình là sao? Mẹ con mà biết con lấy chồng thì vui lắm. Tại lúc đó con say không biết gì nên mới vậy. Con xin lỗi. Thôi, ba nói vậy thôi. Thời đại này có chiếc cũng đâu sao. Nhưng ba thấy hai đứa không yêu nhau, lấy về có hạnh phúc hay không? Hay thôi ở nhà ba nuôi đi, chứ ba sợ hai đứa không hạnh phúc rồi ảnh hưởng cháu của ba nữa. Thế ba không muốn cháu của ba có đủ cả ba lẫn mẹ à? Muốn, nhưng sợ hai đứa không yêu rồi bỏ nhau sớm, ba lo lắm. Ba yên tâm đi, bọn con sẽ hạnh phúc mà. Thôi, con vào trong nhà nghỉ trưa nhé. Ừ, vào ngủ đi. Khả Linh bước vào trong phòng lấy quần áo ra thay. Không biết nghĩ sao mà cô lại chấp nhận lấy Tuấn Trung. Thật ra cô cũng có thích anh ta,
nhưng cô không biết anh ta có thích cô không, nên cô không dám thổ lộ trước. Khả Linh thay đồ xong thì bước lên giường. Trong một ngày biết bao nhiêu chuyện xảy ra, Khả Linh nghỉ việc rồi đột xuất lại lấy chồng. Nhưng không biết anh ta sao lại lựa chọn cô làm vợ. Đang nghĩ thì tiếng chuông điện thoại cô reo lên. Nhìn vào thì thấy số của Tuấn Trung, không biết lại gọi cho cô chuyện gì nữa đây. Chuyện gì nữa đây? Mai tôi đưa cô đi chụp hình cưới nhé. Sao lúc nãy anh không nói? Thì giờ nói, bạn tôi mới nói là tôi gọi về cho cô luôn. Thế đang làm gì đó? Chuẩn bị ngủ trưa. Giờ này mà còn ngủ trưa gì nữa, dậy đi không mập như heo đó. Kệ tôi, mập như heo thì làm sao, tôi mập chứ anh mập à? Vợ tôi dáng phải đẹp, chuẩn người mẫu hoa hậu cơ. Cái anh này, anh muốn vợ như hoa hậu sao còn đòi lấy tôi? Lấy cô đỡ bị mấy thằng khác nhòm ngó ve vãn, thế ngủ đi, tối tôi qua. Đừng qua đây đấy. Khả Linh chưa kịp nói thì Tuấn Trung cúp máy, cô lẩm bẩm đồ đáng ghét, đồ heo quay. Thì tin nhắn tới, Khả Linh mở ra. Đừng có mà lẩm bẩm chửi tôi đấy. Cô không nghĩ anh ta biết cô chửi anh ta, cô nhắn lại. Sao anh biết tôi chửi anh? Mà không thấy Tuấn Trung trả lời nữa, nên cô cất điện thoại lên bàn rồi nhắm mắt ngủ. Lâu rồi Khả Linh mới có thời gian ngủ chưa đã như thế này. Đến chiều đang ngủ thì cô cảm thấy nhột nhột ở mũi. Cô lấy tay gãi gãi nhưng vẫn thấy nhột. Cô mở mắt ra thì thấy khuôn mặt đáng ghét của Tuấn Trung, cô hét lên. Ai cho anh vào phòng tôi hả? Ở ngoài gọi không thấy cô ra thì tôi vào, với cửa có đóng đâu. Nam nữ thụ thụ bất thân, ai cho anh vào đây hả? Tuấn Trung nhếch môi cười. Thụ thụ bất thân gì? Chỗ nào trên người cô tôi chẳng sờ qua. Có cần tôi tưởng thuật lại đêm hôm đó cô hãm hiếp tôi thế nào không? Cô nghe vậy ngượng đỏ mặt đứng lên hùng hổ. Anh cút ra ngoài cho tôi, anh đừng có nhắc nữa đấy. Thôi ngại ngùng gì, đi ra ngoài ăn cơm. Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô không có thai thật, mà như có thật đó nha. Hay có thật rồi. Anh muốn tôi sút anh bay ra ngoài luôn không? Ở đây cứ làm nhảm, anh đi ra ngoài đi. Mặc áo ngực vào, nhỏ như trái tắc. Sau này lấy về, tôi sẽ giúp cô thành trái bưởi. Cô chừng mắt lên, ôm lấy ngực mà hét. Anh có ra khỏi đây không? Tôi thả. Chó, nó có ở trong này đâu mà sợ. Tôi ra đây. Nhanh rồi ra ăn cơm với chồng nha vợ. Nói xong, Tuấn Trung đi nhanh ra ngoài. Làm cô ở lại, máu dồn lên não vì tức. Tưởng anh ta dọn đi rồi thì bình yên cho cô. Vậy mà tự nhiên hôm nay gặp lại rồi còn đề nghị lấy cô. Làm bây giờ cô tức mà không nói được gì. Thấy Tuấn Trung đi hẳn ra ngoài rồi thì cô bước xuống giường lấy áo mặc vào rồi bước ra ngoài, thấy Tuấn Trung đang ngồi bên cạnh ba cùng với Khả Như đang nói chuyện. Khả Linh vừa tới ghế ngồi thì Khả Như lên tiếng nói. Từ giờ quả bom nổ chậm nhà ta đã xuất chuồng, làm con mừng quá ba ơi. Khả Linh nghe vậy kéo ghế ngồi xuống. Nói chị phải không? Chị đi lấy chồng, em ở một mình buồn lắm đó nha. Thì có ba rồi mà chị, có chị đi... Em buồn chút xíu, chị em vui lắm. Vậy cắt tiền tiêu vặt luôn. Khả Như nghe vậy xua tay. Em đùa đó, chứ chị đi em buồn lắm chị biết không? Ông Kiên nghe vậy nói. Thôi hai đứa lo mà ăn đi, nói nhiều ba điếc tai quá. Còn Khả Linh sắp lấy chồng rồi, con cũng nên thay đổi tính nết đó đi. Mà Tuấn Trung ba mẹ con khi nào qua đây? Mà tổ chức nhanh quá, bác còn chưa thông báo được cho họ hàng ở quê. Tuấn Trung nghe vậy trả lời. Con cũng nói với ba mẹ rồi. Mốt ba mẹ con sẽ sắp xếp qua đây đó ba Kiên. Ừ. Nói xong thì cả nhà cùng ăn cơm không nói thêm gì nữa. Thì Tuấn Trung gắp thịt cho cô. Ăn nhiều vào. Chưa em ăn ít lắm đấy. Cảm ơn, tôi tự lấy được. Ông Kiên lên tiếng. Khả Linh, bạn đã nói thế nào hả Khả Linh? Dạ con biết rồi. Tuấn Trung nhìn cô cười cười. Cô tức lắm nhưng có ba ở đây, nên cô không nói gì mà tiếp tục ăn. Cứ thế một tháng trôi qua, đám cưới cũng đã diễn ra. Bây giờ cô cũng đã là vợ của Tuấn Trung. Ngày đầu tiên về làm dâu, cô thức dậy sớm. Bước xuống nhà thì không thấy ai hết. Cô định dọn dẹp thì nghe cô Mai giúp việc nhà Tuấn Trung nói. Sao không ngủ đi mà dậy sớm vậy cháu? Khả Linh nghe vậy đáp lại. Dạ, ngày đầu làm dâu mà ngủ dậy muộn, cháu sợ mọi người nói. Cô đang định đi đâu đó? Cô đi siêu thị. Cho cháu đi với. Chứ ở nhà cháu cũng buồn lắm.
Thôi, cháu đang có thai nên ở nhà đi. Tuấn Trung biết lại trách cô nữa. Dạ không sao, cho cháu đi với nha cô. Vậy vào thay đồ rồi đi cùng cô. Cô gật đầu. Dạ. Khả Linh chuẩn bị bước vào thì thấy anh Đặng Luân đi từ trên lầu xuống. Cô gật đầu chào rồi đi thẳng lên phòng. Nhìn Tuấn Trung vẫn còn ngủ nên cô lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. Thay đồ xong cô đi xuống nhà thì thấy anh Đặng Luân đứng bên cạnh cô Mai. Cô hỏi. Anh Luân sao đứng đây? Anh đưa cô Mai với em đi siêu thị. Anh cũng đang cần mua ít đồ. Thì giọng của Tuấn Trung phía sau. Không cần, anh đưa vợ tôi đi đâu. Đặng Luân nghe thế trả lời. Anh chỉ tiện đường đi siêu thị mua ít đồ nên đưa đi thôi mà. Anh muốn mua gì thì kêu cô Mai mua giúp cho. Ai lại con cưng của ba lại đi siêu thị như thế? Khả Linh thấy vậy nói. Anh Luân mua gì để em mua giúp cho? Đặng Luân trả lời. Anh mua mấy thứ cá nhân của anh thôi mà. Nếu vậy anh đi sau, em với cô Mai đi đi nhé. Nếu vậy em với cô Mai đi đây. Cô quay mặt bước đi đến chỗ cô Mai thì Tuấn Trung gọi. Hai người đứng chờ chút, anh sẽ đưa em đi. Cô Mai thấy vậy nói. Thôi, Khả Linh ở nhà đi. Để cô đi một mình chứ không ông bà lại mắng đó. Khả Linh nghe vậy thì nhìn Tuấn Trung. Tại anh ta mà cô Mai không cho cô đi nữa. Cô liếc xéo Tuấn Trung rồi đi thẳng lên phòng không thèm trả lời gì nữa. Vừa vào trong thì Tuấn Trung đi theo sau. Giận à, không đi với cô Mai thì đi theo tôi. Mà có muốn đi hưởng tuần trăng mật không? Khả Linh quay người lại nói. Không, ở nhà không muốn đi với anh. Cả ngày gặp anh tôi ớn lắm. Đi chơi vui vẻ gì mà đi. Tối nay anh xuống ghế mà ngủ. Đàn ông gì mà không biết ga lăng. Cô chọn nằm ghế chứ phải tôi chọn đâu. Kêu cô lên giường nằm cùng thì cô không chịu. Mà quay sang trách tôi à? Thế tối nay ngủ cùng không? Cô hét lên. Không. Cô vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Làm cô với Tuấn Trung đưa mắt nhìn nhau. Rồi cùng nhìn ra cửa, cô quay sang Tuấn Trung. Anh đi mở cửa đi. Không, cô tự đi mà mở. Giờ tôi thay đồ đi làm đây. Cốc cốc. Vẫn nghe tiếng gõ cửa, cô không trả lời Tuấn Trung nữa. Mà đi ra mở cửa, thì thấy mẹ chồng đang đứng ở ngoài, cô liền hỏi. Con chào mẹ buổi sáng, mẹ gọi có chuyện gì vậy ạ? Không lẽ có chuyện tôi mới được tìm hai vợ chồng cô à? Ngày đầu làm dâu mà giờ cô không lo xuống nhà, mà ở trong phòng vậy hả? Dạ, lúc nãy con xuống mà không thấy ba mẹ đâu. Với con lên phòng chuẩn bị quần áo cho chồng con đi làm rồi con cũng đi ạ. Bà Dung chép miệng nói. Cô bây giờ làm dâu nhà này thì lo ở nhà đi. Một mình Tuấn Trung đi làm cũng được. Cô ra ngoài làm xấu mặt mũi nhà tôi nữa. Khả Linh nghe vậy định nói thì Tuấn Trung đến bên cạnh nói. Để vợ con đi làm. Thời này không phải thời xưa vợ phải ở nhà một mình chồng đi làm. Vợ con cũng phải có cuộc sống riêng chứ ở nhà miết. Cô ấy lại cảm thấy gia đình mình ràng buộc nữa. Chẳng có ai dám nói gì gia đình mình đâu. Mà vợ con đến làm cùng với con chứ làm ở đâu đâu mà xấu mặt vậy mẹ. Khuôn mặt bà Dung nhíu lại rồi nói. Từ khi có vợ là mẹ nói gì con cũng không nghe hả Tuấn Trung. Mẹ cho phép con cưới cô ta là không phải mẹ chấp nhận hoàn toàn vì cháu mẹ thôi. Nhưng mà mẹ không thấy Khả Linh bụng to lên nhỉ. Tự nhiên nghe mẹ Tuấn Trung hỏi vậy thì bất giác cô lo lắng không biết trả lời sao thì Tuấn Trung nói. Thai mới có 3 tháng mà mẹ với tặng người vợ con nhỏ lại là con so nên chưa thấy bụng đâu. Thôi bọn con thay đồ đi làm đây. Có gì nói sau nha mẹ. Bà Dung không đáp lại mà quay mặt đi thẳng xuống nhà. Cô thấy mẹ chồng đi thì cô liền nói với Tuấn Trung. Giờ anh tính sao đi. Chứ mà vài tháng nữa mẹ anh mà biết tôi không có là có chuyện đó. Anh cứ nói để anh tính mà không thấy anh làm gì. Nếu mà phát hiện thì sao hả? Tôi chưa bao giờ mà sống trong lo lắng thế này. Vậy để tôi nói sự thật luôn nha, cho cô khỏi lo lắng. Khả Linh hùng hổ nói. Được, nếu vậy anh chịu trách nhiệm việc của mình làm đấy. Do anh nói dối chứ không phải tôi. Mà giờ mới sáng sớm nói cũng không tiện. Với tôi và anh cũng mới cưới. Nói không được để mấy hôm nữa đi. Cô thay đổi như thời tiết đấy nhỉ? Giờ thay đồ qua công ty tôi làm. Không cần đi xin ở đâu nữa. Nhưng không nhưng nhị gì hết. Cô bây giờ là vợ tôi. Không lẽ đi tìm việc ở ngoài. Người ta đánh giá tôi không biết thương vợ thương con. Cô nghe vậy nhếch môi. Anh thương vợ con. Nghe mà buồn nôn quá. Thì vợ tôi đang ốm nghén mà. Mà tại sao bạn tôi làm một lần có bầu phát một.
mà tôi lại không ta? Hay chúng ta bây giờ vào thử xem có không nhỉ? Đồ thần kinh, mới sáng chịu uống thuốc à? Đi làm đi. Ai đời có vợ nào chửi chồng đồ thần kinh đồ khùng. Thế cô cũng vậy, nên mới ở với tôi được nhỉ? Sao anh nói nhiều thế? Giờ anh có đi không? Thì đi đây, cô im lặng quá. Miệng tôi chín thì miệng cô cũng mười. Cô không nghĩ Tuấn Trung lại nhây đến vậy. Cô không thèm chấp nữa mà đi thẳng vào bên trong. Lấy quần áo thì Tuấn Trung nói. Vợ chồng rồi đứng đây thay luôn đi. Vào trong làm gì? Trái tắc chứ phải trái bưởi đâu mà lo. Từ đến chịu với anh rồi đấy. Tính anh thế này mà làm ở công ty thì ai sợ anh? Đâu phải ai tôi cũng nói chuyện như vậy. Thay đồ đi, tôi đưa đi ăn sáng rồi tới công ty làm. Tôi đã sắp xếp trước rồi đó. Nói đi làm từ trước không đi. Mà tôi làm chức vụ gì vậy? Thì cô học gì? Ra thì cô làm công việc đó thôi. Tôi cởi áo nha, cô xem không? Khả Linh hết chịu nổi với ông chồng hờ này rồi. Cô đi thẳng vào bên trong nhà tắm rồi thay đồ. Bước ra cô đi tới bàn trang điểm sơ qua. Rồi đứng lên lấy giỏ sách đi ra ngoài, thấy Tuấn Trung ngồi ngoài chờ cô. Xong rồi sao? Xong rồi đây, đi thôi. Trang điểm lên xinh gái phết đó chứ. Khả Linh đáp. Tôi xinh gái hồi giờ, anh bây giờ mới biết đã muộn lắm rồi. Thôi đi. Cô đi theo Tuấn Trung ra xe, ngồi vào thắt dây an toàn rồi cùng nhau rời khỏi nhà. Tuấn Trung chở cô tới nhà hàng ăn sáng. Sáng ăn ở quán Bình Dân được rồi, vào đây chi lâu? Đường đường là phó giám đốc của công ty mà đi ăn ở quán ven đường à? Vào đây ăn cho sang trọng chứ. Anh lại nói làm tôi buồn nôn. Vậy mà hôm trước đi ăn chân gà ở ven đường với tôi nhỉ? Lúc đó khác, giờ khác. Thôi, ăn đi rồi còn đi làm. Vâng, ăn đây, chưa nói chuyện với anh tức nghẹn họng. Ai nói chúng ta là vợ chồng chứ? Thì chúng ta cứ xem nhau như vợ chồng đi, ai nói gì đâu. Mà sao tôi lại chọn cô nhỉ? Thì anh bị khùng mà. Lại chửi tôi tiếp à? Thôi ăn đi. Đang định ăn thì nghe giọng của Kim Huyền cất lên bên cạnh. Từ hôm về ra mắt thì hôm nay Khả Linh mới gặp lại cô gái này. Anh đi ăn sáng ạ? Tuấn Trung cũng bất ngờ khi gặp Kim Huyền ở đây. Anh cứ nghĩ khi anh từ chối thì Kim Huyền sẽ tránh mặt anh. Nhưng không, dạo gần đây gặp anh suốt mà Kim Huyền vẫn vui vẻ hỏi. Anh thấy Kim Huyền thay đổi hẳn không như lúc trước. Cách nói chuyện nhẹ nhàng hơn trước, anh đáp. Anh đưa vợ đi ăn, em cũng đi ăn sáng à? Dạ, dạo gần đây chúng ta có duyên gặp ghê, nhưng giờ mới được nói chuyện với anh. Em xin lỗi về những hành động thời gian vừa qua nhé. Em biết anh không thích em mà cứ cố chấp đeo bám rồi đòi lấy anh, nên em mới phản ứng thế. Anh bỏ qua cho em nhé, chúng ta là bạn bè, được không ạ? Tuấn Trung nghe vậy gật đầu. Nếu em đã nói vậy thì chúng ta vẫn là anh em như trước giờ nhé. Em ngồi xuống ăn sáng cùng vợ chồng anh luôn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Khả Linh từ nãy giờ im lặng không nói gì. Nhưng khi nghe những gì Kim Huyền nói thì cô không tin cô ta từ bỏ Tuấn Trung dễ dàng như vậy. Với từ nãy giờ quan sát, cô thấy ánh mắt Kim Huyền khi nhìn Tuấn Trung không như bạn bè, mà ánh nhìn của cô ta như dành cho người mình yêu, làm cô cảm thấy khó chịu. Nhưng giờ cô không thể nói gì mà im lặng ăn. Thấy Kim Huyền không lo ăn mà cứ hỏi Tuấn Trung, cô liền nói. Anh ăn đi, còn đi làm sắp tới giờ rồi. Tuấn Trung nghe vậy gật đầu rồi ăn. Chỉ có Kim Huyền nhìn cô thì Khả Linh nói. Sao vậy ạ? Chị không ăn đi, sao lại nhìn em? Tại nơi thấy Khả Linh khác quá nên nhìn thôi. Dạ, chắc do chồng em lo cho em nên thế chị ạ. Chị nghe phụ nữ có bầu sẽ thay đổi, mà nhìn em vẫn như chưa có thai nhỉ? Cô biết chị ta đang cố ý nói cô giả vờ nên trả lời. Chắc do cơ địa đó chị. Có người thay đổi có người không. Mà em ăn đây, chị ăn đi nhé. Kim Huyền thấy vậy cũng không nói gì mà cúi xuống ăn cùng. Nhìn hai người mà cô ta cảm thấy khó chịu. Nếu không có cô gái này thì bây giờ cô ta đã là vợ của Tuấn Trung rồi. Mặc dù Tuấn Trung đã cưới nhưng cô ta vẫn không từ bỏ ý định lấy anh. Cô ta nghĩ phải thay đổi để Tuấn Trung tin tưởng. Thì cô ta mới dễ dàng tiếp cận anh và như thế anh mới dần thay đổi mà yêu cô ta được. Lát sau Tuấn Trung tính tiền rồi đi tới chào Kim Huyền. Em đi sau nha, anh đưa vợ đi làm luôn đây. Dạ, mai mốt em rảnh em qua nhà chơi với mẹ anh nha. Từ lúc ở nhà anh về em buồn quá, nên đi làm rồi đi du lịch, nên không dự đám cưới anh được. Hôm nào em mời vợ chồng anh một bữa nhé. Tuấn Trung gật đầu. Ok em, vậy chào em. Tuấn Trung cùng Khả Linh bước ra ngoài.
Leo lên xe ngồi thì Tuấn Trung hỏi: sao nãy giờ hiền quá vậy? Không có ai thì cãi tôi nhem nhẻm. Có rồi, im du, tôi thấy hơi lạ đó nha. Lo ăn rồi đi làm, với lại để hai người tâm sự chứ tôi nói và làm gì. Thấy hai người cũng hợp đó chứ. Sao anh lại không chịu lấy Kim Huyền? Không lẽ cứ thấy nói chuyện được là hợp à? Thôi im lặng để tôi lái xe tới công ty. Tuấn Trung bước xuống xe thì Khả Linh cũng đi theo. Khả Linh nói: hai anh coi như tôi với anh không quen biết nhau ở công ty đi. Chứ mà biết mọi người nghĩ tôi là vợ anh rồi, không ai dám lại gần tôi nữa. Cô sợ à? Thì vợ tôi có sao đâu. Không thích. Cứ vậy nha, nói tôi là em họ của anh là được. May bữa đám cưới chỉ có người trong nhà, không mời người ở công ty nên không sao. Giờ có nói vậy cũng không ai biết. Cô lên làm thư ký cho tôi, thì ở gần tôi chứ có gần ai đâu mà sợ. Hả? Tôi làm thư ký à? Sao nãy tôi hỏi không nói? Vì tôi thích thế, được không? Thì đột nhiên nghe tiếng gọi ở phía sau. Tuấn Trung. Cô với Tuấn Trung quay lại thì thấy Thục Quyên đang đi tới. Cô nói: anh nói chuyện với Thục Quyên đi nha, tôi lên công ty trước đây. Đứng đó tôi dẫn vào, mới tới biết chỗ nào mà vô. Anh thật là... Cô nói tới đấy thì Thục Quyên đi tới hỏi: sao Khả Linh lại ở đây vậy? Thật ra đám cưới cô với Tuấn Trung không ai biết. Cả Tuấn Trung và cô đều không mời bạn bè, nên việc hai người là vợ chồng, trừ người nhà ra thì không ai biết. Kể cả Hoàng Yến cô cũng giấu, bởi đám cưới của cô với Tuấn Trung chỉ là giả thôi. Cô khẽ cười trả lời Thục Quyên: dạ em đến đây làm việc ạ. Chị nhớ em làm bên anh Bình cơ mà, sao lại qua đây làm? Hai bên này đãi ngộ tốt, nếu vậy sao không qua công ty chị làm? Tuấn Trung nghe vậy nói: rủ dây nhân viên của Trung qua Quyên phải không? Như vậy không được đâu nha. Thục Quyên khẽ cười: Quyên nào dám, mà nay nhìn khác quá vậy. Trung khác gì đâu, mà hôm nay qua đây có chuyện gì không? Quyên qua có hợp đồng này cần hợp tác với Trung. Vậy chúng ta lên phòng đi, ai lại đứng dưới này? Ok. Tuấn Trung quay sang Khả Linh nói: đi theo tôi. Cô lủi thủi đi theo sau hai người đó. Nghe hai người cười nói vui vẻ làm cô có chút không vui. Nhưng hai người đó là bạn còn là đối tác với nhau thì làm sao không nói chuyện với nhau như thế được. Cô đi theo tới thang máy thì gặp một thanh niên bước tới. Chào phó giám đốc. Tuấn Trung chỉ gật đầu rồi quay sang nói với Thục Quyên. Từ lúc gặp Thục Quyên thì Tuấn Trung không nói với cô. Tự nhiên cô cảm giác mình lạc lõng ở trong này. Thì thanh niên quay sang bắt chuyện. Em là nhân viên mới à? Nay anh mới gặp em. Cô nghe vậy khẽ cười. Dạ em mới tới đây ạ. Mà anh thấy em đi với phó giám đốc. Dạ em là em bạn của phó giám đốc thôi ạ. Ồ, không ngờ em lại xinh gái thế này, rất vui được làm quen với em. Anh tên Khải, em đến làm bộ phận nào? Cô khẽ cười. Dạ em mới tới nên chưa biết làm chỗ nào ạ. Làm thư ký của tôi, cậu không vào làm đi. Nghe phó giám đốc nói vậy nên Khải trả lời. Vâng, cửa mở là em vào liền. Đúng lúc cánh cửa thang máy mở ra thì Khải quay sang cô. Em tên gì anh chưa biết, có gì không biết xuống hỏi anh nha. Dạ em tên Khả Linh, cảm ơn anh. Khải đi rồi cô mới nhìn Tuấn Trung thì thấy Tuấn Trung nhìn chằm chằm cô. Thì Thục Quyên lên tiếng. Hai người là anh em họ hồi nào vậy? Tuấn Trung nghe Thục Quyên hỏi thì trả lời. À em họ của bạn Trung gửi gắm đến đây. Vậy sao? Cánh cửa mở ra, Tuấn Trung bước đi thẳng ra ngoài cùng Thục Quyên, để lại cô đứng ở bên trong. Cô lẩm bẩm. Đúng là có bạn thì quên cô. Đúng là đàn ông ham gái. Cô bước theo sau thì thấy một chị đi tới. Cô liền hỏi. Chị ơi, cho em hỏi, bà làm việc ở đâu ạ? Em là Khả Linh phải không? Dạ đúng rồi chị. Em đi theo chị. Dạ. Cô đi theo người phụ nữ đó đến bàn làm việc. Lúc ở công ty cũ, cô thấy thư ký ngồi ở ngoài trước cửa phòng của giám đốc hay phó giám đốc. Nhưng đến đây cô lại có phòng làm việc riêng. Cô hỏi. Em tưởng ngồi ngoài kia. Phó giám đốc lúc sáng điện cho chị, kêu em làm ở đây, em thấy được không? Dạ được chị ạ, vậy em vào nhé. Ừ, có gì không quen thì gọi chị nha. Dạ mà chị tên gì để em gọi ạ? Gọi chị Lành nhé. Dạ, thôi chị đi làm việc đây. Nói xong chị Lành cũng bước ra. Cô không biết ở môi trường mới cô có gặp những người dối trá như ở công ty cũ hay không, chứ cô sợ lắm rồi. Lan Đài cô cứ nghĩ là người tốt nên coi như chị em,
có gì cũng kể cho nhau nghe, vậy mà đã đâm cô một vố thật đau. Nghĩ lại cô vẫn thấy ớn lạnh, mà không biết ai trong công ty thích Tuấn Trung hay không để cô còn biết đường tránh xa, chứ không lại bị họ hành thì mệt lắm. Từng bị chị Khánh Chi hành nên bây giờ cô cảnh giác hơn. Ở công ty mới này cô phải quan sát thật kỹ mới được. Bước vào phòng thì đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Không biết ai lại gọi đúng lúc cô vào phòng thế không biết, cô cầm máy. Alo, qua phòng gặp tôi. Vâng. Tắt điện thoại rồi Khả Linh đứng lên, không biết anh ta gọi cô có chuyện gì không nữa. Cô đi ra ngoài bước tới phòng của Tuấn Trung. Vừa mở cửa vào thì thấy Tuấn Trung với Thục Quyên đang cùng nhau cầm tài liệu, nói chuyện bàn về công việc. Nhưng hai người lại ngồi sát nhau, cô tiến tới hỏi. Anh gọi tôi có chuyện gì không ạ? Cô cầm tài liệu này đi ra ngoài nói chị Lành photo giúp tôi. Vậy thôi à? Chứ cô muốn sao? Mà bà làm việc chị Lành sắp xếp thế được không? Được, vậy để tôi đi photo nhé. Ừ, cô đi đi. Cô cầm lấy tài liệu đó bước đi ra ngoài. Đúng là ở công ty thì thái độ của anh ta không như ở ngoài. Chắc có Thục Quyên nên mới tỏ thái độ như thế. Cô đi ra nhìn ngó xung quanh thì từ xa thấy chị Lành đang ngồi làm việc. Cô đi tới hỏi. Chị ơi, chỗ photo ở đâu vậy ạ? Ở phòng dưới đó em. Dạ, cảm ơn chị. Cô thấy chị Lành đang làm việc nên cô không muốn làm phiền. Vì mấy thứ này cô vẫn tự làm được. Cô đi xuống tiến tới máy photo thì gặp anh Khải lúc nãy. Khải Linh mỉm cười. Anh cũng photo tài liệu à? Ừ, em cũng vậy hả? Đưa đây anh làm cho. Dạ, cảm ơn anh làm trước đi, em làm xong cũng được. Em làm còn đưa cho sếp, mà em ăn kẹo xinh gum không? Dạ, anh thích ăn kẹo này à? Nhai cho vui miệng thôi mà. Dạ, cảm ơn anh. Cô cầm lấy rồi cũng ăn. Khải photo trước cho cô rồi đem lên phòng. Bước vào phòng cô đặt tài liệu lên bàn. Của anh xong rồi đây. Sao cô lại đem vào, chị Lành đâu? Dạ, thấy chị Lành đang bận nên hỏi xong tôi xuống tự làm. Cũng may có anh Khải giúp nên nhanh thế. Thục Quyên nói vào. Quyên xong việc rồi, bây giờ Quyên trở về công ty đây. Có gì tháng sau chúng ta đi Hà Nội nhé. Ừ, ngày đó Trung sẽ sắp xếp. Thục Quyên khẽ cười rồi đứng lên rời đi. Còn lại cô với Tuấn Trung đứng đó. Cô thấy vậy thì cũng xoay người chuẩn bị đi thì Tuấn Trung gọi. Đứng lại đó. Chuyện gì vậy? Tôi qua làm việc. Chuyện chúng ta không ai biết, nhưng cô ở đây cũng phải giữ khoảng cách với đồng nghiệp nam. Chứ ai mà biết thì không xong với tôi đâu. Tôi có gần ai đâu, chỉ là đồng nghiệp với nhau. Chứ có gì đâu mà anh nói thế. Còn anh nữa, có vợ rồi, mà ngồi muốn ôm Thục Quyên luôn mà nói tôi. Tuấn Trung nghe thế cười. Cô ghen phải không? Ai thèm ghen, tôi có yêu anh đâu mà ghen. Mà thôi, tôi làm việc đây. Ok. Cô bước ra ngoài đóng cửa lại rồi trở về phòng làm việc. Đến trưa nhìn đồng hồ tới giờ trưa, cô đứng dậy định đi về phía phòng của Tuấn Trung. Nhưng nghĩ lại cô đi xuống căng tin, còn anh ta ăn gì thì kệ, không phải việc của cô. Vừa xuống thấy mọi người nhìn cô, chắc cô là người mới nên mới nhìn như vậy. Cô đi tới lấy cơm rồi đi tới góc bàn ngồi xuống, thì đúng lúc Khải cũng cầm đĩa cơm đi tới. Anh ngồi cùng được không? Dạ, anh cứ ngồi thoải mái. Thế ngày đầu tiên làm việc ở đây được không? Dạ, được anh. Trước kia em cũng từng làm rồi. Em mới nghỉ hơn một tháng thôi à? Nên công việc này em cũng biết rồi ạ. À, vậy thì cũng không bỡ ngỡ. Dù mới biết em nhưng anh thấy em cũng dễ thương. Cậu có nhầm không? Cô với Khải nhìn sang thì thấy Tuấn Trung đang tiến tới. Cầm đĩa cơm đặt lên bàn. Phó giám đốc nay xuống đây ăn luôn ạ? Công ty tôi thì tôi thích ăn không được sao, cậu có ý kiến à? Khải xua tay. Dạ đâu có, tại bình thường anh ăn bên phòng riêng mà. Nay ăn ở đây em thấy lạ nên em hỏi thôi. Khả Linh nghe vậy nói. Có gì to tát đâu mà anh lại nói anh Khải như thế. Mà thôi ăn trưa, chứ mọi người ăn sắp xong rồi. Tuấn Trung thấy vậy không nói gì thêm mà ngồi xuống ăn. Còn Khải thì không nói gì nữa mà cúi xuống ăn phần của mình. Lát sau ăn xong thì thấy Khải đứng lên đi. Thì cô cũng đi theo để lại Tuấn Trung ngồi đó. Tuấn Trung thấy Khả Linh lơ mình nên cũng đứng dậy đi lên phòng. Trước khi đi vào phòng anh đi tới phòng của Khả Linh. Khả Linh, tôi đồng ý cho cô ở công ty coi như em bạn tôi. Nhưng đừng vì thế mà ngồi ăn với đồng nghiệp nam.
Nếu sau này vỡ lở biết cô là vợ tôi thì sẽ ảnh hưởng tới cô đó, biết không? Anh đã nói lúc sáng rồi còn gì. Chúng tôi ngồi ăn cơm chứ có làm gì đâu mà. Anh muốn tôi nói chuyện một mình à? Ở đây cũng có đồng nghiệp nữ mà. Tôi không dám thân nhân viên nữ nữa, một lần đủ lắm rồi. Vậy thì sang nói chuyện với tôi, dù gì chúng ta là vợ chồng cơ mà. Không, thả tôi nói chuyện với đầu gối thì hơn. Đã gặp ở nhà rồi, đến công ty cũng gặp. Nhiều người con gái được như cô là thích lắm đó, ở đó mà chê. Anh đẹp trai thì có đẹp trai thật, giàu có thì cũng có giàu thật, nhưng tính cách thì phải xem lại. Mà thôi, tôi không nói chuyện với anh nữa, anh về phòng anh đi. Tuấn Trung đáp, cô được lắm, tối cho cô nằm đất. Này, anh đi mà nằm. Nghe tiếng gõ cửa thì Tuấn Trung không nói gì, mà đi ra mở cửa để về phòng, thì gặp chị Lành đứng ở ngoài. Chào phó giám đốc. Ừ. Tuấn Trung rời đi thì chị Lành bước vào bên trong. Sao phó giám đốc ở trong này vậy? Dạ, phó giám đốc nói công việc ạ. À, chị đưa em mấy tài liệu lúc trước của thư ký cũ. Mà phó giám đốc như thế chứ tốt tính lắm đó. Ở công ty ai khó khăn cậu ta đều giúp, nhưng cứ im im làm nên không ai biết cả. Cô tròn xoe mắt khi nghe chị Lành nói anh ta im. Cô hỏi lại, anh ta mà im hả chị? Ừ, cậu ta ít nói lắm. Mà em là gì của cậu ta vậy? Em là em gái của bạn anh ấy thôi chị. Vậy sao? Hèn chi cậu ta đối xử tốt với em. Tốt gì chị? Em thấy căn phòng này đẹp không? Mà em được ở một phòng chứ lúc trước thư ký ngồi ở góc bàn ở ngoài, chứ không được ngồi một mình trong này đâu. Khả Linh thắc mắc hỏi, vậy sao chị? Chắc anh em nói gì nên đối xử tốt vậy thôi. Nhưng chị cứ coi em là nhân viên bình thường, chứ anh ấy đến nhà em chơi cũng khó chịu với em lắm. Ừ, thôi em làm đi, chị ra ngoài làm đây, có gì nói chị. Dạ, em cảm ơn chị. Chị Lành đi ra ngoài thì cô tiếp tục công việc. Nhưng cô tự dưng suy nghĩ chuyện lúc sáng Tuấn Trung với Thục Quyên nói đi Hà Nội. Không biết cô có được đi cùng không, nhưng cô là thư ký thì chắc Tuấn Trung sẽ cho cô đi thôi. Tan ca, Khả Linh sắp xếp giấy tờ xong, cầm túi sách bước ra thấy Tuấn Trung đang vội vàng đi. Khả Linh chưa kịp gọi thì Tuấn Trung đã bước vào thang máy đóng cửa lại. Không biết anh ta đi đâu mà lại gấp gáp đến thế. Vậy còn cô thì sao? Lúc sáng đi cùng, giờ anh ta lại bỏ cô lại là sao? Khả Linh cầm điện thoại gọi thì chỉ nghe tiếng chuông đổ dài mãi, không thấy anh ta bắt máy. Khả Linh đành bước xuống sảnh thì gặp Khải đang đi ra. Em chưa về à? Khả Linh đáp. Dạ, giờ em về đây. Thế xe em đâu? Sáng em đi với anh Tuấn Trung nên không đi xe riêng ạ. Giờ em bắt xe về. Thôi, lên xe anh đưa về giúp cho. Em tự về được mà. Trời sắp mưa kìa, em đứng đây chờ biết khi nào xe đến. Đồng nghiệp với nhau giúp thôi mà. Nếu về cùng Khải thì cô sợ mẹ chồng thấy lại nói. Lúc trưa Tuấn Trung cũng đã nói cô vậy rồi, nên Khả Linh nói tiếp. Anh cứ về đi, em chờ taxi tới cũng được. Cảm ơn anh nhiều nhé. Khải thấy Khả Linh từ chối, anh trả lời. Vậy anh đi trước nha, mai gặp lại. Dạ. Khải đi rồi thì đúng lúc trời đổ mưa to. Cô đứng nhìn mưa mà thấy lạc lõng. Không biết Tuấn Trung đi đâu mà bỏ cô lại như thế này. Ngày mai cô tự đi không đi với anh ta nữa, chứ đi cùng rồi bỏ cô lại bơ vơ như hôm nay nữa. Nhìn xung quanh không thấy còn ai, cô nhìn ra ngoài thì thấy một chiếc taxi đang đậu bên đường. Khả Linh chạy nhanh trong mưa băng qua đường tới chỗ chiếc taxi. Thì đúng lúc đó nó chạy đi mất, làm cô ướt như chuột. Cô chạy nhanh đến mái hiên bên đường co ro lại vì lạnh. Đúng lúc này điện thoại của cô reo lên. Khả Linh lấy ra thì thấy số của Tuấn Trung đang gọi. Cô bấm nghe và nói với giọng tức giận. Lúc sáng để tôi tự đi thì anh không chịu, bây giờ lại để tôi một mình ở công ty hả? Anh biết là trời mưa không? Tôi có việc đột xuất, đang về đón cô đây. Thôi khỏi, tôi bắt xe về rồi. Sao vẫn nghe tiếng bíp còi? Đứng chờ tôi tới liền. Khả Linh không thèm đáp lại mà tắt máy luôn. Cô nhìn chiếc taxi đang đi qua, cô liền vẫy tay gọi taxi, rồi trèo lên trở về nhà. Vừa tới nhà, cô trả tiền rồi bước xuống xe đi tới cổng bấm chuông, mãi vẫn không thấy ai mở cửa. Không biết cô Mai đi đâu. Cô mới về đây làm dâu nên cô chưa có chìa khóa để vào nhà. Nhìn ngó xung quanh cô thấy gốc cây thì liền chạy tới. Hàng xóm thì cô không quen ai cả, nên đứng im ngoài chờ xem ai về không.
Người cô bây giờ vừa lạnh vừa ướt, đứng mà cứ du lên cầm cập. Lát sau thấy xe Tuấn Trung về ngay cổng, cô liền chạy ra. Đợi xe anh ta vào, cô mới chạy thật nhanh vào. Bước vào trong nhà, cô nhìn xung quanh không thấy ai cả. Cô nhanh chóng bước vào phòng lấy bộ đồ, rồi vào phòng tắm liền. Xong bước ra ngoài thì thấy Tuấn Trung đang hầm hầm. Cô liền hỏi, anh làm gì mà nhìn tôi như vậy? Tôi nói đứng chờ tôi trở về, tại sao không chờ mà đứng ngoài kia chờ hả? Nếu cô bệnh tôi biết nói sao với ba cô. Anh còn trách tôi à? Chẳng phải anh đi bỏ tôi lại công ty không nói lời nào sao? Tôi không biết anh có việc gì mà lại đi vội vàng đến mức tôi không kịp gọi. Điện thoại thì anh có bắt máy đâu. Tôi định đi nhờ anh Khải, nhưng sợ anh ta biết nên thôi. Bắt taxi thì họ chạy mất, làm đứng chờ mãi mới bắt được xe khác. Về tới nhà thì không có chìa khóa vào nhà. Xui gì đâu ấy. Tôi kêu quay lại đón cô chứ để cô ở đó à? Đợi anh đón biết khi nào. Trời thì mưa, quần áo thì bị ướt, lại đứng trước công ty không có ai nữa, nên tôi bắt xe về. Mà về đây trời có sao đâu, mà mọi người đi hết rồi không thấy ai cả. Ông cũng không có ở nhà hay sao ấy? Cả nhà đưa ông về dưới quê rồi. Cô Mai cũng đi theo luôn. Nhà giờ chỉ còn tôi với cô Phương Di và Đặng Luân thôi. Sao tôi không nghe gì hết? Lúc sáng cô Mai có nói gì đâu? Ba mẹ mới gọi lúc trưa. Ông đòi về quê nên phải chiều theo ý ông. Tôi nói cô có thai nên không đi được. Vâng, vậy để tôi xuống nấu ăn tối. Ừ, mà nè, giờ xưng hô anh em lại đi, đừng cô tôi nữa. Tôi không quen. Không quen thì sẽ quen, chứ cô tôi thì ba mẹ tôi biết thì nói sao? Từ nay anh em đi, không thì vợ chồng cũng được. Cô lườm anh rồi nói, thì trước mặt ba mẹ chúng ta xưng vợ chồng, sau thì như cũ cũng được. Không thích, giờ gọi đi. Chứ anh cũng tôi cô đó còn gì. Thôi, em xuống nấu cơm cho anh ăn đi, không để anh nấu cho em ăn nha. Cô nghe vậy thì có chút không quen, nổi cả gai ốc. Tôi đi nấu ăn đây. Phải là em chứ, anh vừa phải thôi. Cô đi thẳng ra ngoài đóng cửa cái rầm rồi bước xuống thấy anh Đặng Luân đang đi vào. Mặc dù làm cùng công ty nhưng sáng nay cũng không gặp, cô liền hỏi. Anh Luân mới về à? Ừ, hai vợ chồng em về rồi sao? Dạ, giờ em đi nấu ăn. Anh ăn gì để em nấu luôn? Em nấu món gì anh ăn cũng được. Mà ba mẹ về quê, còn cô Mai đâu mà em nấu? Dạ, cô Mai cũng đi cùng lo cho ông luôn ạ. Em cũng mới nghe chồng em nói, vậy em đi nấu đây. Ừ. Anh Đặng Luân đi rồi, cô quay đi vào nhà bếp. Cô thấy mặc dù cùng ba khác mẹ, nhưng tính anh Đặng Luân cũng được. Mà sao Tuấn Trung lại không thích nhỉ? Hay vì tranh giành tài sản nên mới như vậy? Mà cũng phải, anh em cùng cha khác mẹ thì làm sao bằng anh em ruột thịt được. Lát sau thấy Phương Di bước vào, Khả Linh liền gọi. Em vào thay đồ rồi ra ngoài ăn cơm tối nhé. Phương Di gật đầu. Dạ, chị chờ em tí. Phương Di đi vào phòng, cô thầm nghĩ. Lúc đầu thấy cô gái này ỏng ẹo, cô cứ nghĩ sẽ không coi cô ra gì. Nhưng khi về nhà này thấy Phương Di cũng dễ gần và nói chuyện rất cởi mở, nên cô không thấy áp lực gì. Người ta thường nói giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng, nhưng Phương Di thì lại không làm khó dễ gì cô cả. Chắc có thể do Phương Di cũng tầm tuổi cô nên mới dễ chịu vậy. Cô tiếp tục nấu ăn, xong xuôi bước lên phòng thì thấy Tuấn Trung đang nghe điện thoại. Cô nghe thấy nói tên Quyên, vậy chắc Thục Quyên rồi. Lúc sáng mới gặp nhau nói chuyện vậy mà tối lại nói tiếp. Khả Linh thấy vẫn nói nên cô đi ra ngoài tới phòng anh Đặng Luân gõ cửa. Thì đúng lúc anh Đặng Luân mở cửa ra, cô nói. Anh xuống ăn cơm, em nấu xong rồi. Ừ, em xuống đi, anh đang định xuống đây. Dạ. Cô bước xuống thì thấy Phương Di đi ra rồi tiến tới bàn ăn. Phương Di cũng đi tới lấy chén bát ra rồi hỏi. Anh Tuấn Trung đâu ạ? Sao không xuống ăn luôn? Anh Tuấn Trung đang nói chuyện điện thoại với bạn. Lát anh ấy xuống ăn xong. Em đói thì ăn trước đi. Em ăn thử được không? Chứ chị sợ không hợp khẩu vị. Dạ, em ăn được chị ạ. Nhìn ngon mà, lâu lâu đổi khẩu vị cho ngon chứ chị. Em dễ ăn lắm. Cô khẽ cười quay qua anh Đặng Luân. Có gì anh bỏ qua nha. Tại ở nhà toàn em gái em nấu, nên em nấu không được ngon. Không sao, anh ăn gì cũng được. Dạ. Cô ngồi mãi không thấy Tuấn Trung xuống, đứng nói chuyện với gái thì không đói nữa mà. Cô mặc kệ, giờ ăn cho xong chứ thời gian đâu mà chờ anh ta.
Một lúc sau cả ba ăn xong thì Tuấn Trung đi xuống nhìn chén bát Khả Linh đã rửa, anh hỏi: sao không gọi tôi xuống ăn cơm? Cô quay lại nói: anh biết đói rồi sao? Không phải nói chuyện với gái no rồi à? Tôi vào phòng định gọi anh, thấy anh không thấy tôi, sợ phiền nên đi xuống cùng anh Đặng Luân với Phương Di An thôi. Mà thức ăn của anh tôi có để phần, anh ăn đi rồi lát tôi xuống dọn. Cô không để Tuấn Trung nói thêm gì nữa, cô đi thẳng lên phòng thì thấy Phương Di từ trong phòng bước ra đi tới chỗ cô. Chị Linh ơi, em có ít mỹ phẩm ở Hàn chưa xài tới, em cho chị này, em thấy da chị khô lắm, cái này bôi ở ngoài không ảnh hưởng tới thai đâu. Cô khẽ cười, chị cảm ơn nhé. Dạ thôi chị vào trong đi, em vào phòng đây. Mà anh Trung đâu rồi ạ? Anh Trung ăn cơm dưới bếp. Lúc nãy đầy đủ thì không xuống, giờ mới xuống ăn, hèn chi mẹ mắng hoài. Phương Di nói xong cũng rời đi. Cô bước vào phòng cất đồ Phương Di cho rồi đi tới giường. Tối nay cô phải nằm giường mới được, còn Tuấn Trung cho nằm dưới ghế. Cô cầm gối xuống để lên ghế rồi đi lên giường nằm. Cầm điện thoại cô chơi game thì Hoàng Yến gọi điện thoại tới. Con kia, tại sao mày lấy chồng không mời tao hả? Mày có coi tao là bạn không? Xin lỗi, tại có việc riêng nên không thể nói mày được. Khi nào gặp tao kể cho mày nghe được không? Mai gặp được không? Buồn mày hết sức. Lấy chồng không nói gì, nãy tao qua nhà mày, ba mày nói tao mới biết đấy. Mà sao lại lấy anh ta? Mày nói ghét anh ta lắm mà. Thời thế thay đổi nên không thể biết trước được điều gì. Chứ tao có muốn lấy chồng sớm để mày buồn rồi bơ vơ một mình đâu. Mà giờ tao lấy chồng rồi, mày cũng lấy đi chứ. Ai lấy? Mà tao mới biết một anh đẹp trai lắm nha. Đẹp hơn chồng mày luôn đấy. Cô cười. Chồng tao mà đẹp gì, vừa xấu vừa mập còn bị khủng nữa. Hoàng Yến cười ngặt nghẽo. Mày chê quá vậy, chê tiếp đi. Có ngày vì anh ta mà khóc, rồi trách tao sao không nói trước nghe không? Mai nhớ đi cà phê nói chuyện đó. Không hiểu sao mà mày chấp nhận lấy chồng nhanh thế. Mai gặp, giờ tao tắt máy ngủ đây. Tắt điện thoại xong, cô nằm xuống suy nghĩ mãi, thì thấy cánh cửa mở ra, thấy Tuấn Trung bước vào. Cô giả vờ nhắm mắt ngủ thì anh ta nói: ngủ giả bộ mà cũng ngủ được à? Sao anh biết? Đó, cô trả lời tôi rồi đấy thôi. Cô biết mình bị hớ nên trùm mền qua mặt, thì đột nhiên anh ta nằm bên cạnh. Cô mở mền ra nói: chỗ của anh đằng kia, qua đó ngủ đi, tôi thích nằm trên giường. Ui da, đau quá, anh làm gì mà đẩy tôi vậy? Tôi đẩy cô hồi nào đâu, sao cô tự nhích người rồi té đó chứ? Mà té xuống đó thì cô ngủ dưới đó luôn đi cho mát. Mát thì anh xuống mà ngủ, tôi nằm trên giường, tôi thích chăn êm nệm ấm cơ. Giường của tôi, việc gì tôi phải xuống nằm đất. Với cả giường tôi không ấm êm như cô nói đâu, nó mát lạnh đấy, cô nằm dưới cho ấm nha. Này, anh có phải đàn ông không vậy? Có cái giường mà cũng tranh với phụ nữ là sao? Giường của tôi, chứ tôi có tranh giường của cô đâu. Mà cô muốn lên giường ngủ cũng được, nhưng... Khả Linh thấy kiểu lấp lửng của Tuấn Trung thì nghi nghi. Im lặng quan sát anh ta, thấy mặt anh ta cứ nhơn nhơn, cô không kìm được hỏi. Nhưng gì? Con nằm ngủ trên giường thôi mà anh cũng tranh giành được, tôi chịu thua anh luôn. Thế cô muốn nằm giường hay nằm dưới đất? Anh hỏi thừa, tất nhiên là tôi thích nằm giường rồi. Tôi cũng thích nằm giường. Ê, đừng nói là anh muốn tôi lên nằm chung nha. Không nha, tôi không nằm chung đâu đấy. Tôi nằm giường, còn cô thì nằm lên người tôi, ok chứ? Anh khùng à? Khùng mới chấp nhận yêu cầu của cô đấy. Cô ngủ ở ghế hoặc dưới đất đi nha. Ngủ ngon nha vợ yêu. Nói rồi, Tuấn Trung nhắm mắt ngủ làm cô tức ơi là tức. Giờ cô chỉ muốn táng vào mặt anh ta một cái cho bỏ tức. Trần đời cô mới gặp đàn ông đi giành với phụ nữ. Cô lấy cái gối của mình rồi giật mạnh cái chăn trên người Tuấn Trung, làm Tuấn Trung giật mình mở mắt ra nhìn cô. Thì cô ném mạnh cái gối vào mặt anh ta, rồi nhanh chân mở cửa đi ra. Khả Linh đi thẳng đến phòng dành cho khách ngủ thì gặp Đặng Luân đang đi ra, cô hỏi. Anh chưa ngủ à? Chưa em, anh xuống nhà tí. Vậy à? Thế em đi đâu ra đây? Cô không thể nói sự thật qua phòng kia ngủ đành nói dối. Em qua phòng kia lấy ít đồ. Ừ, thôi em đi lấy đi. Dạ. Thấy anh Đặng Luân đi rồi nên cô đi thẳng vào bên trong phòng, đóng cửa lại. Cô trèo lên giường nằm, ngả lưng xuống cảm thấy thật là thoải mái. Nghỉ cả tháng cô chỉ ăn với ngủ, nên bây giờ đi làm thì lưng cô có chút mỏi. Vậy mà Tuấn Trung lại giành giường, đúng là đàn ông đáng ghét.
mà tự dưng khát nước. Cô bước xuống giường đi xuống nhà thì thấy anh Đặng Luân đang ngồi ở phòng khách bấm điện thoại. Cô tiến vào bếp rót ly nước uống một hơi rồi bước ra chỗ anh Đặng Luân. Giờ anh còn làm việc à? Em chưa ngủ à? Anh đang có việc nói chuyện với bạn, muộn rồi đi ngủ đi. Em đi ngủ bây giờ. Ừ, con gái ngủ sớm cho da đẹp chứ thức khuya không tốt đâu. Anh thấy Phương Di không đi chơi thì thôi, về nhà là thấy con bé đi ngủ sớm lắm. Tại lúc ở nhà em hay thức khuya chơi game nên quen rồi đó anh. Cũng do mới qua lại nhà hơi có chút không quen nữa nên khó ngủ sớm. Mà em nghe anh mới chuyển về đây ở à? Ừ, trước kia anh ở ngoài Hà Nội. Mẹ anh mất rồi, ba mới đưa anh vào đây được mấy tháng nay thôi. Vậy hả? Em chưa ra Hà Nội lần nào. Có dịp thì nói Tuấn Trung dẫn ra đó chơi. Anh ấy không dẫn đâu. Mà Hà Nội đẹp lắm không anh? Anh không ở trung tâm thành phố, anh ở ngoại thành à? Vậy à? Thôi em lên phòng ngủ đây, anh ngủ sao nhé? Ừ. Cô đứng lên, vừa quay lên thì thấy Tuấn Trung đang đứng sau, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô. Khả Linh liền hỏi, anh chưa ngủ à? Ngủ để không biết hai người ngồi đây nói chuyện với nhau à? Anh nói gì kỳ vậy? Em với anh Đặng Luân nói chuyện thì có sao đâu, người một nhà mà anh nói thế. Không thích. Tuấn Trung tiến tới bên cạnh, phiền anh tránh xa vợ tôi ra. Đặng Luân nghe vậy nói, Tuấn Trung này, tôi coi Khả Linh như em gái tôi, chỉ nói chuyện bình thường, chứ chẳng có gì mà cậu phải nói thế. Tài sản tôi không có dành với cậu, đó chỉ là do ba muốn để phần cho tôi. Nếu cậu thích thì hãy lấy hết, tôi không cần. Tuấn Trung nhếch mép cười, anh đừng nói giả tạo như vậy, hãy sống thật với con người anh đi. Anh làm gì tôi biết hết đấy, đừng tỏ vẻ mình là người đứng đắn. Không phải tôi vì tài sản mà ghét bỏ anh, là do anh và mẹ anh lừa dối ba tôi khi biết ông ta đã có gia đình. Đặng Luân nghe vậy nói, nếu cậu nói vậy thì tôi nói luôn, tài sản thì ai chẳng cần, vì ông ta mà mẹ tôi mất biết không. Ông ta lừa dối mẹ tôi còn chưa nói, giờ cậu lại đổ thừa mẹ tôi. Nếu không vì mẹ tôi nói trước khi mất chăn chối và muốn tôi nhận ba, thì có cho vàng tôi cũng không vào trong này. Chẳng ai muốn ép anh vào, anh tự nguyện vào mà bây giờ lại nói thế. Người như anh không bao giờ tôi nhận làm anh tôi đâu. Tôi không rảnh mà đôi co với cậu. Đặng Luân đứng dậy đi thẳng vào phòng, để lại Tuấn Trung đang tức giận. Khả Linh thấy vậy hỏi, sao anh cứ quá đáng với anh ta vậy? Hai người cùng dòng máu cơ mà. Tôi thấy hoàn cảnh anh ấy cũng đáng thương cơ mà. Ừ, đáng thương. Đừng nhìn vẻ bên ngoài mà đánh giá bên trong. Cô đã từng gặp một lần nên cô hãy tỉnh táo lên. Anh lại nhắc tiếp à? Tôi bây giờ rất tỉnh táo nhé, không cần anh nói, tôi đi ngủ đây. Lên phòng mà ngủ, tôi ngủ ở ghế cũng được. Cô nghe vậy đi thật nhanh tới phòng dành cho khách ngủ, để lại Tuấn Trung đứng đó. Vừa vào phòng nằm xuống thì Tuấn Trung bước vào, Khả Linh hét lên. Anh vào trong này làm gì hả? Vào ngủ chứ làm gì? Phòng anh bên kia sao lại qua đây? Tôi qua ngủ với vợ không được à? Nằm vào trong đi, tôi không làm gì cô đâu, không có hứng. Này, anh đi ra đi. Tuấn Trung lì lợm nằm im, mặc kệ Khả Linh la hét bên tai. Dạo gần đây anh cũng mất ngủ, nhưng không hiểu sao có Khả Linh anh dễ ngủ hơn. Khả Linh làm cách nào Tuấn Trung vẫn nhắm mắt ngủ. Cô lẩm bẩm một mình rồi mặc kệ Tuấn Trung, dù gì anh ta cũng ngủ rồi. Cô cũng nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.